sau khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã thống nhất giao ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục điều hành Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho đến khi có chủ trương mới. 4 tháng trước khi bị bắt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thanh Bình từng có chỉ đạo khẩn về nâng cao hiệu quả quản lý khoáng sản khi các cấp dưới của ông vướng dòng lao lý liên quan đến các lậu và nhận hối lộ. Tính đến thời điểm này thì đã có 3 lãnh đạo của tỉnh An Giang bị bắt giữ. Đó là ông Nguyễn Việt Trí, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt vi phạm của tỉnh này trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác cát và việc cấp phép khai thác cát. Giai đoạn từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 12 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã cấp 4 giấy phép thăm dò khoáng sản cát sông tại khu vực không đấu giá, nhưng không thực hiện thủ tục lựa chọn tổ chức cá nhân thăm dò khoáng sản. Từ sau ngày 1 tháng 7 năm 2011, An Giang gia hạn 15 giấy phép khai thác cát không đúng quy định. Tỉnh này cũng cấp 7 giấy phép khai thác cát thuộc khu vực khoanh định, không đấu giá, nhưng không xác định phục vụ riêng cho các công trình xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước, công trình khắc phục thiên tai, địch họa, công trình hạ tầng giao thông và công trình phúc lợi thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới là không đúng quy định. Cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương không thực hiện việc kiểm kê trữ lượng cát tại các mỏ cát lòng sông đã cấp phép. Trách nhiệm để xảy ra những vi phạm hạn chế nêu trên thuộc về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011-2020 và các cá nhân, tổ chức có liên quan.